chủ vậy đó. Dạ. Rồi nó không chịu uống. Dạ. Ừ. Rồi vậy mắc cột nó vậy đó chứ buông ra là nó quấn người ta. Dạ, Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại huyện Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay là những ngày cận Tết, Vườn Hồ có mặt ở đây để tìm hiểu về một cái hoàn cảnh là một người cụ cùng với một người anh sống ở trong một cái căn nhà khá diện tích khá là nhỏ. Mà đặc biệt anh này á thì ảnh lại bị khóa cái tay và khóa cái chân, sống như vậy rồi. Và bây giờ để tìm hiểu về cuộc sống của cụ cũng như là của anh, mời cô bác quý anh chị cùng với Vườn Hồ ha. Và ngày hôm nay thì gặp được một cái cô này. Dạ con chào cô ha. Ừ. Dạ cô tên gì hả cô ha? Cô Hai. Cô Hai. Cô Hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 57. Dạ còn bên đây là? Thì 84. Là mẹ của cô hay sao? Mẹ thứ hai, mẹ chị thứ hai. Dạ. Rồi hàng ngày thì cô Hai làm cái công việc gì để nuôi mẹ mình với lại em trai? Bán gà vịt nó nuôi nó cho ăn không á. Bán gà vịt mà chợ á. Dạ. Nuôi cho mẹ với em. Dạ. Vườn Hồ phải mang khẩu trang vô cô bác quý chị, lý do là anh ở ngoài sau á, anh đi vệ sinh tại chỗ á, anh nữ nó cũng khá là hôi ha. Rồi hàng ngày cô bán được nhiêu cô Hai? Bán là đủ ăn rồi con ơi, bán là mười mấy con gà với vịt vậy đó, vài con gà với mười con vịt vậy đó. Dạ. Rồi nấu cơm rồi cho má ăn vậy đó. Dạ. Với thằng em. Dạ. Con muốn biết là tại sao là anh này lại khóa lại như vậy hả cô ha? Anh này cũng như là buông ra. Buông gì? Cũng như là mình mở nó ra. Là nó quýnh người ta rồi thành ra mình phải cột cái giò, cột cái tay xúc ra là nó quýnh người ta đó. Nó bị tâm thần á. Rồi nó quýnh người ta rồi mình đâu có tiền cho mình thành. Dạ. Rồi mình phải cột nó vậy đó. Bao nhiêu lâu rồi? Nó cỡ 20 năm có rồi đó. Dạ chút xíu con gặp bà sao ha. Qua đây. Anh này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó đại anh 52 đi. 52 tuổi đi. 52. Anh tên gì con? Tên Sáu. Anh Sáu. Kêu đại anh Sáu đi. Anh cứ đi vệ sinh tại chỗ vậy như vậy đi có vô có đồ đó rồi chồng chị đem đổ. Dạ. Rồi cô bác anh chị thấy nè, rồi việc ăn uống của anh như thế nào? Ăn uống thì nó cũng có tay nó múc nó ăn đó chứ mình không có đút, tự nó múc nó ăn à. Dạ. Khóa hai cái xích luôn hả con? Thì phá một cái giò và một cái tay cũng rộng cũng thoải mái vậy đó chứ không sợ nó ra nó quýnh người ta thôi. Ủa con lấy hai cái xích luôn kìa. Ừ. Thì hai cái xích ngang cái tay cái giò đó. À bình thường thì anh có nằm im như vậy không hay là anh sẽ quậy? Có khi quậy có khi không quậy. Dạ. Có khi cũng như nắng quá đó nó quậy, còn không có thì nó bình thường. Ừ. Sao mình không đưa anh đi bệnh viện tâm thần thử như thế này? Tâm thần người ta không chịu, nó quậy quá người ta không chịu đưa đi. Chứ bà biết nào, bà cụ là bà thương con là bà không cho đi đưa đi. À cô qua đây có ngồi được không? Cái ghế ngồi được không? Từ trước giờ cô ngồi trong đấy, từ trước giờ anh có vợ con gì không? Không. Là có anh phát bệnh từ năm bao nhiêu tuổi cô? Thì cỡ chừng nó có chơi từ 40 tuổi vậy đó là bắt đầu nó bắt bệnh rồi đó. Ồ vậy hả? Ừ, nó bắt bệnh rồi đó. Rồi nó gượt nó quýnh người ta đó, rồi bác sĩ khám là nó bệnh tâm thần á. Rồi bắt đầu cái bệnh mê đi ấy cho nó. Rồi ấy cho nó rồi cũng như là không có tiền đi nữa. Rồi thành ra mới nhốt nó vậy. Rồi mua thuốc nó uống mà nó không chịu uống. Rồi cũng mua thuốc cho uống vậy đó. Dạ. Rồi nó không chịu uống. Dạ. Rồi vậy mắc cột nó vậy đó chứ buông ra là nó quýnh người ta. Ra mình không có tiền thường mình phải phá ra vậy thôi. Lúc đầu thì anh mới phát bệnh thì anh như thế nào? Phá ra bệnh nó quậy mình vậy lắm, lấy đồ nó chọi, lấy cây, lấy đá, gặp ai nó chọi đấy. Mấy đi bắt đi khám rồi cái bệnh viện nó bệnh tâm thần á. Rồi mới nhốt nó lại rồi đưa đi hết giờ bệnh tái phát lại nữa. Rồi chị đâu có tiền đâu mà đi hoài, phải chối nó lại vậy thôi. Ở đây là cái tay của anh là nhà mình trối lại luôn hơn hay sao? Cái tay này hay cái này nó lấy nó trối ên đó. Trời. Cột ên đó. Chứ đâu có ai trối tay nó. Tại để cho nó uống bằng cơm á. Ừ. Nó lấy cái mấy cọng vải cái cọng mà quần áo nó xé ra nó cột vậy đó chứ đâu có ai cột cái tay nó chi. Cái đầu dài vậy mà đi tỉa không cho nữa đó. Tự động vô anh, nó đánh mình á. Tự động anh phát bệnh vậy thôi chứ anh không có tác động nào khác hả? Không. Vì không biết là gia đình mình có mình anh hay bị vậy hay sao? Có mình anh à. Chứ mấy người kia em của chị rồi có chồng có vợ chứ không ai có. Chứ có mình anh này sao nó bệnh vậy đó mình không hiểu nữa. Nó 20 nó 40 mấy tuổi nó mới bệnh đó. Nó phát bệnh là bắt đầu hồi đó chứ cửa nó có cái mương nè. Cắt nhà sàn nó gút cây nó phóng mình lấy cây lấy đá nó chọi mình đó. Bởi vậy thành ra chị mẹ người ta mới chối lại vậy nè.
Trước đây á thì khi chưa phát bệnh thì anh làm cái công việc gì? Anh chưa không có làm công việc gì, mà này bác cưng đó, bán cá mà nuôi. Bán cá nuôi hả? Rồi mà mấy năm nay đó mẹ ba bị cái giò ba bị teo cơ á, rồi đi không có được. Dạ. Rồi con mắt ba bị mờ, rồi bắt đầu chị mới cho ba ở nhà. Dạ. Chứ hồi đó là ba bán, ba nuôi nó. Rồi mấy năm nay thì cũng như nuôi gì, bà nó nấu cơm nấu nước thì chị cũng đưa đồ ăn rồi cho đó. Cho ba già cả ba bán thì đâu có được lợi nhiêu. Rồi cái bà bị cái giò ba gãy kêu má ơi, má đừng có bán. Đi ở nhà đi con nuôi. Anh không có mặc đồ gì hết nha cô bác quý chị. Không mặc con cứ mặc. Và Bùi Hồ phải nhờ trước khi quay đoạn clip này đó. Phải nhờ cô đây phải che chắn những cái phần mà nó nhạy cảm lại. Trời ơi. Nó mặc vô nó xé chân à. Nó mặc đồ quần áo vô nó xé chân, nó có chịu làm mặc. Dạ. Cái đồ thì mình cũng mua nó nữa nhưng mà nó không có biết gì, mình cũng mua cho nó nhưng mà nó cứ mặc vô còn nó xé chân à. Xé em mặt. Thấy là cái nhà vệ sinh của mình kế bên đó thì tại sao mình không khóa một chân nữa, còn chân anh có thể... Bây giờ chị nói cho cưng nghe nè, cái vệ sinh á, giờ có tiền đâu làm. Làm rồi người ta cắt cái nhà, nhà nước cắt cái nhà cho cái vệ sinh bả vô á, kêu bả đừng có làm, để chồng chị làm. Bả lấy gươm gác, bả lấy tặng thuốc, bây giờ nó nghẹt rồi. Nó đâu có làm được, bây giờ làm cái này lại là mười mấy triệu mình không có tiền làm. Ừ. Nếu mà có cái cầu này nó khỏe á, mình đổ vô đó. Hỏi thằng nó đi cầu trong cái bô á, rồi mình đổ cũng được, bây giờ bả làm nghẹt rồi. Nó bị nghiệt rồi. Hỏi người ta mười mấy triệu người ta mới làm lại cho mình, nhiều tiền đâu chị có. Nó chứ đổ trong đây nó cũng khỏe, còn này đem tới mà ruộng ngoài đó. Tới mà ruộng thuốc ngoài xa kia mới đổ, đem đổ đó. Khổ gì đó. Là bốn mươi mấy tuổi thì phát 40 bệnh. 40 tuổi là phát bệnh, năm nay là mà nó 52. Mà không có vợ con gì hả? Không. Cũng vừa là đi chơi đi, cũng vừa là không có vợ, có bọng gì, có vợ, vợ còn khổ nữa. Nhưng mà anh có bị cú sốc tinh thần nào từ gia đình hay là từ không, một cái vấn đề gì không? Không có bị cái gì chứ. Nó đi chơi vậy cái tự nhiên không cái nó đi về cái bắt đầu nó lấy em biết lấy gì không lấy đá chỗ người ta. Nó rồi thành ra nó mới bây giờ chắc nó qua khám mấy người qua bển khám rồi đi lại nữa. Có nói nó bị tâm thần. Nó bị đổn nó bị tâm thần rồi mới đem về nhà chối rồi đó. Buông ra nó quýnh người ta. Nó chọi người ta rồi thành ra mình đâu có tiền nữa, mình thường mà phải chối lại làm gì đó. Nó ăn uống cũng bình thường đó. Sáng là chị mua cho nó với mẹ cái gì là nó cái đấy đó. Ăn rồi trưa chồng chỉ có làm phê đá, rồi chiều làm phê đá cho uống nữa. Trước đây anh có đi học gì không cô? Mẹ bà không có cho ai học hết chứ. Bà nói nghèo khổ không có tiền cho học. Năm đứa là không có đứa nào biết học hết chứ. Biết chữ đó nào chứ. Bà nói nghèo không có tiền cho ăn học. Đó. Hàng ngày thì mình làm được bao nhiêu tiền? Hằng ngày chị làm được trăm mấy ngàn không đủ ăn nữa. Rồi nhờ mai đứa con đi bằng công ty đó. Rồi nó cho ăn đứa 500 triệu bạc đó. Ăn mà lắp vô ăn chứ đâu có đủ. Em tính một ngày thì chị ăn 100 mấy ngàn tiền đồ ăn đó. Rồi sáng rồi mua cho mẹ với nó là 20-30 ngàn rồi đó. Rồi chị bán đắp đổi qua vậy đó, có cái gì ăn cái đấy. Cái này là nước uống của anh đó hả? Nước uống đó mà gì đó mà cái ca dơ nha. Mà chị thấy cái ca dơ mình cũng nhốt buộc nữa. Có vô nó muốn lấy đồ nó chọn thì chị không dám vô nữa. Dạ. Mua nước uống rồi ca dơ này kia mình rửa gì kia nó không cho. Mình phải đừng lén lén mua ca mới cho nó uống. Nó khi nó lên tâm thần nó lấy đồ nó chọn mình thế mà không có dám vô luôn á. Có cái ghế này mới đầu nè. Cơm mà đem vô nó cũng mới mới ăn. Chị lấy chị đem dục cho dịch tăng rồi bắt đầu nó lấy cái ghế nó sáng. Nó đồ chọn chị đâu quá hồn cho chị ra rồi. Rồi nhỏ em thứ tư đó. Nó vô trong bụng nó sụp bụng xuống ngủ nè. Nhỏ em là lấy cái ghế ra đó. Nhưng mà chỉ khi mà trời nắng thì anh mới như vậy nắng thôi. Nắng nhiều khi nó bệnh, nó nóng á, nó la nó ca blim la chứ. Vậy hả? Ừ. Anh tên gì quên tiêu rồi. Hả? Anh tên gì cũng quên rồi. À, Sáu. Anh Sáu rồi. Kìa em kêu kìa. Anh Sáu. Dạ đi. Anh em Sáu nói rồi. Kêu được con. Em. Sáng ăn gì chưa? Ủa sao ngón tay của anh bị gì vậy? Con ngón tay của nó làm tùm lum tà la, chị cũng không hiểu, nó vô nó không có cho. Nhiều khi nó quẹt cái nốt nữa. Nè. Không đưa quẹt cái đó là làng. Không đưa quẹt cái đó là làng, mà đưa quẹt sợ nhà cháy nữa. Mà bà cụ rồi bà cưng con đó. Phải mua cho nó. Đây là đồ ăn buổi sáng cho anh đó hả? Ăn buổi sáng cho ăn, có ăn rồi trưa cũng có cho ăn nữa. Sao mình không lót cho anh một cái tấm đệm gì cho anh ngủ mà ngủ dưới này bệnh rồi sao? Cưng biết sao không? Đâu có để tấm đệm được. Ngồi nữa là vàng mơi mốt là chồng chị đi phủ mộ xong xuôi rồi phải tẩy cái này nè. Nước ngập tháng 8 nó chín, nước ngập vô tới nhà luôn.
nó ngập vô tới trong đây này, mắc lấy ghế ngồi. Rồi tiền ở đâu mà cuốn, nếu mà có tiền thì chị phải cuốn cái nền lên cho cái đường cho nó cao quá, rồi cuốn cái nền lên cho đựng vô mẹ. Nó cuốn lên hết cái 9-10 giờ đêm đó, rồi nó ngồi chõm chẳng mình đang tát hoàng chồng chị phải lấy nước, phải thức dậy mà phải tát cho nó ra hết, nó đang lao cho nó sạch cho nó ngủ. Tới chừng tháng 8 tháng 9 là cứ thế là nước nó ngập luôn á. Ở đây nó ngập vô nhà má nữa, nhà gì nè. Rồi nó ngồi không mà nó đâu quấy được. Nó rồi mình phải thấy gì nó ngồi nó tát sáng đêm sao ngủ. Chồng chị mới thức dậy, chồng chị mới tát sạch sẽ hết trơn. Nước nó sạch hết trơn rồi mới lao kìa cho nó mới chờ để chiếc chiếu cho nó ngủ. Kinh tháng 8 tháng 9 mà thấy vậy đó. Ở đây nó ngập tràn luôn. Chị tính cuốn cái nền lên cho đựng lên nhà má mà nó có tiền đâu mà cuốn. Những cái hình mà trên cái bức tường này á là anh tự vẽ hay anh sao? Tự vẽ. Cũng như là mình đem cái đũa rồi cho nó ăn đó, cái nó lấy cái đục quẹt nó đốt nè. Nó tự nó vẽ luôn. Nó em thấy nó vẽ cái gì luôn, vẽ tới mày má luôn. Nó vẽ không đó chứ có ai vẽ, nó vẽ bằng cái lọ không đó. Tự muốn lựa vẽ chừng nào vẽ đó. Những cái hình thù khá là lạ ha. Ừ. Mà để viết lên những cái hình này á, anh phải nhờ cái ống quẹt á đốt những cái chiếc đũa. Đốt cái chiếc đũa đó. Hoặc là những cái tàn thuốc nè. Không có tàn thuốc đốt được cái chiếc đũa. À. Ở chiếc đũa nó có cái đen đó, cái đấy là cái đầu nó vẽ đó chứ tàn thuốc gì em tính gì đâu có động được. Ôi trời. Nhìn anh vẽ những cái hình quần nghèo mà nếu như mà đi buổi tối mà không có đèn vô đây nhìn cũng ớn. Ừ. Dạ. Trời ơi bà nín cho tao nói chuyện mà. Ồ bà cứ anh cứ vẽ hình những cái con, con chim đúng không? Ừ, nó vẽ thì mình nên nó vẽ đó, con chim, con cò gì đó. Và những cái hình rất là rồi, cái nhà, những cái hình mặt đó. Người nữa kìa. Ừ, nó làm luôn, nó vẽ luôn nữa chứ đâu có ai vẽ. Ô trời ơi. Nó em thấy nó vẽ hình đó. Thậm chí là ở trên này nữa nè. Ừ. Vẽ ngoài đó nó kìa, vẽ tùm lum hết trơn á. Ủa anh không có đi học mà sao anh biết viết những cái con số này ta? Ừ, anh hồi nhỏ lớn máu cho đi học. Mà dạ. Sao nó biết viết mình cũng không hiểu làm sao nữa. Không viết rất là đẹp nè, như đây ừ. Số 10 nè. Số 30 nè. Tự viết anh mà nó 50 nó kìa 66 kìa tùm lum chứ kìa. Ủa sao mà anh viết được? Ừ không biết nữa. Sáng dạ không biết nó kìa thấy người ta không chứ. Cái nhà vệ sinh của mình là bị nghẹt rồi. Ừ, cái giờ xin bị kẹt rồi. Tại sao bước vô cô đẩy cái bàn này xích vô? Tại chị kêu người ta nói cho chị cái mười triệu đằng kia đâu có tiền đâu. Lôi cái bàn anh giận á. Để cái bàn anh chút kia đẩy lại. Em nó quay rồi chút kia đẩy lại đây. Nha. Anh Sáu ơi. Kìa, anh Sáu. Cái lại đi. Anh Sáu ơi. Trả đi em. Anh coi vẻ như là không hài lòng khi mình giờ cái bàn đi á. Thôi cứ lôi lại đi, không sao. Nó sợ mình dẹp đấy. Đúng rồi. Nè đó, nói đi, em hỏi người trả lời đi. Điều khi nó, mình hỏi nó muốn. Cái tay chân của anh là do anh tự chăm thuốc vô cơ thể mình hay sao? Uống thuốc á. Uống thuốc rồi cái bắt đầu chăm vô á. Mà đau cũng chết vậy mà kêu đừng chăm, nó cũng chăm tự đại nó chăm mà mình kêu đừng chăm đau chết. Nó hút thuốc rồi nó cơn lên nó chăm gì á. Rất là lạ ha. Mấy này sao quá là ai mà đâu là 40 mấy năm mà chị tính đi 20 mấy năm mà con tính đi 20 mấy năm ai mà chịu nổi mà cháu cái gì cưng buông nó ra là nó sẽ có cái gì nữa nó chọi cưng đấy có cây nó chọi cây có đá chọi đá rồi chọi thì mình tiền đâu mình thành tiền thuốc cho người ta nó ăn đau bụng nó kêu thuốc hết nó kêu hột quẹt hết nó kêu cho mình nói chuyện nó ít có nói chuyện lắm. Bình thường là anh cũng không nói chuyện với ai hết. Không có nói chuyện luôn. Cũng như mà nó đói bụng mà lại gì đó. Nó muốn ăn gì thêm cái nó kêu ăn ăn gì đó rồi chị đem qua. Chứ cái này hết là với thuốc hết là nó kêu chứ nó không có nói chuyện. Hết cho nói chuyện với ai lắm. Cuộc vô thức ăn này là anh tự cuộc luôn. Nó cuộc gì đó chưa ra ăn đó. Cua chưa nó mở ăn đó. Bình thường thì tối anh có ngủ không? Cũng ngủ. Cũng như cơn lên nó mang ngủ mới nói chuyện la làng. Còn bình thường thì cũng ngủ ban đêm cũng ngủ. Yeah. Cũng nhắm mắt ngủ kìa. Này chị mua hết cái mùng rồi tới cái mùng khác nè. Nó chay, nó chữa, nó chùi, nó chữa đỏ đó. Nó chùi nè, rồi vô thai nó chưa cho nó đó. Cái Tết nó có cái mùng chị mua mùng mới chị thai cho nó đó. Rất là lạ luôn mọi người. Cô bác anh chị đã biết không? Có những cái hình nó anh vẽ mà kiểu kiểu giống nó như là... Nó tự nó vẽ lên luôn. Kiểu kiểu giống như là một nhà...
nhà họ Sĩ gì đó mà sao? Kiểu... chị cũng đưa lên trên trên Thủ Đức đó, là đưa đi đi bệnh trên thành phố, là đưa đi hai lần rồi đó. Yeah. Cũng nhớ nó khùng đó, rồi cái không muốn đưa nữa, không yeah. có tiền thì mới mà chị đưa. À. Lúc nào cho má, lúc nào cho nó tiền nuôi đứa, à. Đâu có tiền nữa mấy nó mới chọi người ta mới chối lại đó. À. Ừ. Chứ không lo bệnh cho nó, chứ không lo đâu. Chị cũng lo đưa hai lần đó. Rồi hai lần rồi bắt đầu nó hết bệnh là về cái nó khùng nữa rồi, đâu có tiền nữa mà chị đưa đi. Nó bắt buộc phải chối lại thôi. Nó tính mà chị tính kêu người ta vô sửa rồi nó hư rồi. Chị sửa lại là có chục triệu, chị đâu có tiền đâu mà chục triệu. Có cái này thì mình đỡ, mình vô mình đổ quá rồi mình ấy nước đỡ, bơm nước đỡ. Dạ. À, để nhạt hết trơn rồi chị không có làm được. Người ta nói có chục triệu chị đâu có tiền đâu mà ấy. Tính mà xây cái đường đi á, quan năm mà tính kiếm tiền ấy cao lên á, đang cuốn cái nhà cho má lên trước đó, nó cho đựng nước vô nữa đó. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà tình thương hay cái ngôi nhà ở bên xã người ta cho tình thương á. À. Mà cũng như mình tính nước đâu có lên dữ gì mà nó lên năm năm rồi nó lên có trời luôn, vô nửa nhà luôn, mắt tát thấy bà luôn á. Yeah. Thôi ra đây đi. Bà ơi, con chào bà ha. Dạ, bà năm nay là 80 mấy tuổi rồi? 84 tuổi. 84 tuổi. Dạ, trước đây bà làm cái công việc gì ha? Bà mua và bán cá. Dạ, bà bán cá được bao nhiêu năm? Bán được vài năm rồi, cái bệnh cái nghỉ. Rồi ông đâu bà? Hả? Ông đâu? Ông là chồng bà. Có gì nhỏ rồi. Ờ. Chết rồi. Ông mất rồi ha. Ông mất rồi. Mất lâu chưa bà? Dạ. Ông mất lâu chưa? Không biết nữa, người ở bên nhà nhỏ nó mất không biết gì không biết. Rồi con thấy là con mắt bà có bà bị đó, sao á? Mấy năm đi. Mà ông mất mười mấy năm. Chứ là. Dạ. Thấy gì chứ không biết ai chứ. Dạ. Rồi nói đây nè. Rồi sức khỏe của bà bây giờ sao rồi? Cũng nhức quá. Dạ. Hai giờ đi không được, lết không. Dạ. Từ trước giờ bà sống với anh Sáu sống với bà hả? Dì Hai phải không ta? Dạ. Bà ơi. Bà. Mình khóa con mình lại vậy á, mình thấy mình sót dữ không? Không hiệp đó chứ. Dạ. Nó ấy mình buông ra nó quánh người ta là sao? Dạ. Mới làm gì đó. Dạ. Cái này là cái xích đó là tự mình khóa hay sao bà? Dạ mình tự bà khóa luôn. Mình phá nó mượn người ta phá giùm. À. Thấy con của người ta là lớn lên có vợ. Rồi sau đó là sẽ nuôi lại mình. Tuy nhiên mình lại con của mình lại không giống vậy. Mình lại khóa con của mình lại nằm một chỗ. Thì cái cảm xúc của bà chắc buồn lắm hả? Buồn. Thì hàng ngày thì cái việc ăn uống thì sao? Ngủ nhỏ này cho nè. Dạ. Nó nấu cơm nó mua qua cho ăn hai mẹ con hả? Dạ. Có bao giờ anh là quậy bà tấn công bà không? À, tấm. Tấn công bà? Không, đâu có buông nó ra được đâu tấn. Dạ. Buông ra nó quýnh với bà. Dạ. À, ngày hôm nay á thì con được á. À, mấy cô mấy bà ở đây giới thiệu về cái hoàn cảnh của mình. À, con thấy được cái phải nói là thương anh Sáu một phần mà thương bà nhiều hơn, vì đâu đó rằng là tự tay của mình phải xích con của mình lại như vậy. À, nếu như mà buông ra thì anh Sáu lại đi hành hung người khác thì rất nguy hiểm, mà không xích lại thì nó nguy hiểm lắm, còn nếu xích lại thì lại thấy xót hơn. Dạ. Không có ai nỡ lòng mà tự mình mà phải khóa cái xiềng xích con mình lại như vậy, cô bác anh chị. Đây là một trong những cái trường hợp mà khá là đặc biệt, đó là mẹ phải xích con mình lại ở một cái tình thế rất là bắt buộc. Mà trong cái cảnh mà anh con cái thì có gia đình riêng tư hết rồi. Dạ. Cũng may là được cô bên đây nè. À, cũng có giờ gần thì có thương yêu qua hỗ trợ tiếp bà, chứ không ấy là nếu như có chồng xa thì không biết sao nữa. Ngày hôm nay thì con đến đây á, con thay mặt cho bà Mã Nguyệt ở Mỹ gửi cho bà một cái phần quà nè, những ngày cận Tết á. Thì ở đây gồm có nhu yếu phẩm á bà. Ở đây là có gạo, rồi ở đây là có mì nè, nước tương, dầu ăn, nước mắm, rồi muối đường mộc ngọt. Rồi bà lớn tuổi á nên có gửi thêm cho bà một cái chai dầu. Dạ. Dạ, còn ở đây là cái một cái bao gạo nữa nha bà.
Rồi, cảm ơn nha mấy cậu. Dạ. Đây, một cái bao gạo này nữa. Một bao gạo này em qua Tết luôn á. Ừ, hoài còn không được đó. Dạ. Không có nó nuôi. Dạ. Nó này nè. Dạ. Ngoài ra đó thì bà Mã Nguyệt còn gửi cho bà 2 triệu đồng tiền mặt để mà có thể tiêu xài trong thời gian sắp tới, cũng như là dạ, mua đồ ăn hỗ trợ cho anh cũng như là cho bà ha. Bà sẽ mua sữa uống. Đây là của phần của bà Mã Nguyệt ở Mỹ ha. Dạ. Cộng thêm cái phần này. Đó, 2 triệu đồng. Còn đây là phần 500 nghìn đồng của chị Linh ở chợ mới, huyện chợ mới của tỉnh An Giang á, gửi cho bà. Rồi, gửi cho bà ăn Tết. Cảm ơn nha cậu. Dạ. Dạ và bà có thể nói là với là bà Bảo Nguyệt cũng như là chị Linh. Nào đâu nó nuôi nè, nhớ này nè. Dạ. Dạ, cơm nước nó nấu cho ăn. Dạ. Bà biết sử dụng cái dầu này không? Cho rồi lấy nha. Nhưng mà bà biết sử dụng không? Hồi đó giờ chưa có biết thử. Để con mở ra cho bà thử nha. Dạ. Có ai ngoài Mỹ cho đâu mình biết. Dạ. Hôm nay là được mấy bà thương thì một là tặng quà Tết cho bà nè, hai là hỗ trợ cho bà để mà có thể là cho cô bên đây nhẹ lo hơn tí xíu, và nếu như được may mắn hơn tí xíu thì có thể sửa cái nhà vệ sinh để cho nó đỡ cái mùi hôi hơn tí xíu, tại vì với lại anh mà khi mà tiểu tiện tại chỗ á thì cái việc mùi hôi thối từ cái việc mà đi vệ sinh làm cho bà cũng tuổi lớn rồi, cũng dễ bị ô nhiễm và dễ bị bệnh. Bà mở ra giùm con. Này, má đừng có mở, bà mở đổ chứ rồi đây nữa con đổ cho má mở cho má. Đó, con ví dụ như là tối á bà mở để con chỉ bà ha. Này bà nhận xuống hả bà. Đây. Đó bà nhận xuống gì là mở ra mới được, không biết là cái tay bà đủ mạnh để mà dặn không á. Nhận xuống mà nhà mở ra hả? Dạ. 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 Rồi. Hôm nay là cũng là những ngày cận Tết rồi, con chúc bà sức khỏe dồi dào, ăn Tết vui vẻ, rồi mong sao là một phép màu nào đó sẽ đến với anh để anh có thể trở lại cuộc sống bình thường giống như là mọi người khác. Đây là một trong những cái hoàn cảnh mà phải nói là cô bác anh chị còn nhớ anh Cường không? Nó cũng giống vậy á. Tuy nhiên vào thời điểm này Bùi Hồ có thể tiếp cận được với anh. Không giống như là anh Cường, tuy nhiên theo chia sẻ của gia đình á, có những lúc anh lên cơn thì cũng rất là hung dữ. Mong là một ngày nào đó sẽ phát vào đến với anh cũng như là đến với bà cũng như là gia đình. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn bà Mã Nguyệt ở Mỹ đã gửi phần quà gồm có nhu yếu phẩm và gạo với lại tiền số tiền là 2 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chị Linh ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang ủng hộ 500.000 đồng cho bà cũng như là anh có những ngày cận Tết vui vẻ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở video clip sau ha. Rồi con chúc bà sức khỏe. Dạ. Dạ rồi cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn cậu đó. Dạ. Rồi.